tiên là gửi một lời chào các bác làm thợ đi săn ong rừng trên toàn cả nước nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác về hai cái bộ quần áo bắt ong rừng thủ công nhá, rất là nặng và hiểm cầm đây. Hai tay hai chiếc. Một cái mẫu có mặt nạ này là phiên bản mới nhất năm 2023 nhé, em sẽ để mẫu này đây. Và giới thiệu các bác về cái mẫu có mặt nạ này trước này, mẫu mới nhất năm 2023 nhé, an toàn chống ong đái 100% ở trên mặt nạ làm chống độc chống ong đái như này. Một chiếc mặt nạ với thiết kế này, bên mặt này này là một chiếc tấm kính meca và có ô thoáng thở bằng một chiếc quạt như thế này nhá, quạt 5V, quạt làm mát nhá, cái quạt hút gió từ bên trong ra ngoài. Và mẫu này thì thiết kế cũng là hàng ba ô thoáng nhá, sườn tai này, sau gáy này và đằng sau sườn tai này đây. Đấy, mẫu này có ba ô thoáng, đằng sau lưng cũng sẽ có một ô thoáng to nhá. Hàng vải bò, vải bố 100%, hàng Việt Nam mình nói chung là không thể sánh được với cái mẫu này đâu các bác nhá. Bên ngoài nó sẽ có một lớp khóa kéo to đấy, và bên trong có một lớp nhám và một lớp khóa kéo to nhá. Đấy, bên trong thì bên em thợ sản xuất may này thiết kế cho các bác này, một túi nhỏ đựng pin này đấy, một vào một túi lưới đựng quạt nhé, các bác thế có thể chế thêm quạt. Và đây có một cái dây nguồn bên trong ra nhá, và đây có một trong bên trong này này, nó sẽ có thêm cho các bác một cái dây USB để các bác có thể nối. Đấy, nhất là nếu bác không độ thêm quạt, các bác thể nối cái dây này vào đây dùng pin dự phòng được. Còn nếu các bác muốn độ thêm quạt đấy ạ, thì em sẽ hướng dẫn các bác ở cái quạt video lần sau nhá. Và các bác kết nối Zalo, bên em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác. Và bộ này thì bên em sẽ có hai size cơ bản nhá. Và bên ngoài này nó sẽ may một chiếc túi nhá, một chiếc túi như này, ủng của nó là ủng hàng ủng 43 nhá, ủng 43 duy nhất một size ủng 43 như thế này, ủng đen để ủng ngắn để các bác dễ đi lại đấy, trèo cây đây nhá. Đây là cái mẫu ủng mẫu phiên bản mới nhất năm 2023 nhá. Bây giờ để so sánh cho các bác cái mẫu của năm 2022 thì 22 đây các bác nhá, mặt đằng trước này nó sẽ không có cái mặt nạ chống độc và chống ong đái như thế này, nhưng mà nó cũng vẫn sẽ có các bác nhá, vẫn sẽ có này. Đấy, một cái tấm meca chống ong đái an toàn 100%. Bộ này em đang thanh lý giảm giá đầu vụ cho các bác, giá còn 1.300.000 nhá. Còn bộ chống độc kia thì nó sẽ giá cao hơn một chút. Và mẫu này thì nó cũng không khác gì nhá, nó vẫn có một cái nốt nhám bên ngoài và một cái khóa kéo bên trong này. Còn cái bên trong đấy, bên trong thì không may túi đựng quạt, nhưng mà khi bác mua hàng bên em sẽ thiết kế cho các bác luôn, và cũng sẽ có may túi đựng pin dự phòng cho các bác bên trong rồi nhé. Đấy, không khác nhau là bao nhiêu, đấy không khác nhau là mấy, nói chung 1 9 1 10, chỉ khác nhau ở điểm ở cái mặt như này này thôi, và bên trong nó thêm may một cái túi lưới nữa thêm. Còn đằng sườn này này nó vẫn có ba ô thoáng nha các bác nhé, đấy, đằng sau lưng cũng sẽ có ô thoáng to đấy. Còn bên ngoài này cũng có may túi các bác nhé, để đựng đồ dụng nhỏ khi bác đeo trèo. Về phần ủng này, nó vẫn là ủng 43 nhá, size ủng hàng Nhật vẫn là ủng 43. Đấy, bộ này em thanh lý cho các bác nhá. Thanh lý cho các bác mẫu này chỉ với giá là 1.300.000 đồng, bao phí ship tận nhà cho các bác. Còn các bác là muốn mua cái bộ mẫu mới của năm 2023 này ấy, thì các bác hãy nhanh tay liên hệ bên em nhá. Giá cực hợp lý. Em sẽ không thông báo giá ở tại video này, tại vì rất nhiều cơ sở bán hàng nên là bán rẻ các bác cũng mắng, mà bán đắt các bác lại bảo chứ sao không lại bán đắt thế. Đấy. Mà bán rẻ các số các cạnh tranh, nhưng đảm bảo các bác là giá tốt nhất thị trường hiện nay, cứ giao rồi bên em nhé. Đấy, một cái video ngắn gọn thôi, thông báo các bác là có hai mẫu quần áo bắt ong rừng để các bác lo so sánh và lựa chọn. Đấy, em sẽ đăng tải ra trên kênh và kết thúc tại đây nhé. Một lần nữa xin được chào các bác, hẹn gặp trong clip lần sau bên cơ sở bên em nhé.